Rồi, xin chào các bạn. Thì trong video trước mình đã có chia sẻ về cái vấn đề là cái virus WannaCry nó nguy hiểm như thế nào cũng như là những cái phương pháp để phòng chống sao chịu hiệu quả nhất. Thì một trong những cái phương pháp mình chia sẻ đó chính là các bạn nên cài thêm cho mình một cái phần mềm diệt virus từ hãng thứ ba để mà nó tăng cường cái bảo mật hơn. Thì ngày hôm nay trong cái video này mình xin chia sẻ với các bạn đó là cái phần mềm là Avira Antivirus Pro phiên bản 2017 và đặc biệt hơn đây là cái phiên bản nó có thời gian sử dụng đến hai đến năm 2099 rất là tuyệt vời bạn ha rồi thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu xem coi là cái công cụ Avira Anti Pro 2017 này nó sẽ có gì hấp dẫn thì cái dẫn đầu tiên mình muốn chia sẻ đó chính là cái phiên bản mà Avira Anti Pro 2017 mình có lên thang tin mạng mình tìm được á thì nó có thời gian sử dụng đến năm 2099 thì nếu mà trừ ra năm 2017 là các bạn có thể xài được tới tận 82 năm 82 năm rồi các bạn ha đó một con số không nói chung là không có tuyệt vời hơn nữa rồi thì đó là yếu tố đầu tiên về yếu tố thứ hai đó chính là mình thấy là cái phiên bản này nó cho cái giao diện xài rất là đơn giản và rất trực quan cũng như là cái chất lượng rất là tốt thì mình có tham khảo cái trang là ivtest.org đây là một cái trang chuyên đánh giá những cái phần mềm bảo mật thì mình thấy là cái trang này nó đánh giá cái công ty này là đánh giá cái công cụ rất là tốt từ về hiệu năng nè về chất lượng cũng như là về cái giao diện người dùng rất là trực quan rất là dễ dùng thì uh, đây là cái giao diện mình cho bạn xem mà thì cái phiên bản trước á mình thấy là nó không đẹp bằng với phiên bản này phiên bản này được thiết kế theo dạng phẳng và nó sẽ có hai cái cửa sổ một cái cửa sổ chính và một cái cửa sổ phụ thì bây giờ mình sẽ nói về cái cửa sổ chính trước thì với giao diện cửa sổ chính thì các bạn nhìn thấy là nó hiển thị rất trực quan nha chúng ta có một cái mục nó báo là máy mình đang chấp an toàn nè rồi cái mục là pc protection tức là nó còn thể tắt được uh, nhanh bật tắt nhanh cái chế độ là bảo vệ thời gian thật rồi quét nhanh hoặc cũng như là cập nhật những cái dữ liệu mới nhất của cái công cụ này rồi chúng ta có một là internet protection rồi ở đây có là bật tắt được cái tường lửa firewall ở đây rồi bảo vệ bật tắt cái email game mode thì game mode này tức là khi mà các bạn chơi game thì nó sẽ hạn chế được những cái thông báo đẩy để mà các bạn không bị uh, À, tránh cái tình trạng là không có ngập trung đó còn cái mục mình thấy là cái phiên bản mà năm chín này thì nó bị mất cái mục là web protection mình không hiểu do tại sao rồi tiếp theo là mình sẽ uh, bên cục tay trái là nơi mà các bạn thấy truy cập sâu thêm những cái từng tính năng chẳng tí hạn là cái mục là system scanner tức là các bạn thấy thì chọn được web uh, quét nhanh hay là quét tập hệ thống hay là quét những cái thiết bị wifi rời ở ngoài rồi một uh, bảo vệ thiện thực ở đây thì nó sẽ liệt kê tất cả những cái virus mà mình đã bắt được cũng như là những virus nào gần nhất mình đã uh, mình phát hiện rồi tường lửa ở đây rồi bảo vệ gì đó Android Security tức là nó sẽ quảng cáo là các bạn nên cài cái công cụ Avira lên cái thiết bị smartphone của các bạn Android để mà nó đồng bộ được giữa laptop và PC loại giữa laptop và thiết bị di động rất tiện lợi ngoài ra thì uh, mình thấy là Avira hồi xưa á uh, gọi là gọi là cái dù đỏ đó thì Việt Nam người dùng Việt Nam hay có cái tăng phiền là Avida nó hay bị quảng cáo thứ nhất cái thứ hai là nó hay bắt nhầm thì với cái phiên bản mà anti virus 2017 mới này ấy, thì Avida đã giải quyết gọi là cập nhật cũng như là vá lỗi được những cái vấn đề đó và hãng cũng đã có thêm một cái tính năng đó là khi mà các bạn vào cái mục uh, những F8 thì uh, cái mục là bảo vệ hiện thực ở đây mục scan thì hãng đã có một exception thì tại đây là các bạn có thể loại trừ được những cái tập tin những cái thư mục là hai bất kỳ cái file nào mà bạn không muốn ai đụng tới chẳng hạn là bạn nào hay xài file rắc hay là những bacteria gì đó mà bạn không muốn cho cái gì virus nó đụng tới để mà cái ảnh hưởng thì bạn thể vào đây để mà loại trừ ra thì rất là an toàn rất tuyệt vời như vậy là giải quyết được vấn đề đó rồi các bạn ha tiếp theo là về phần cửa sổ phụ mình thấy là cái cửa sổ chính là biểu tượng hình cái khiên còn về cửa sổ phụ nó vẫn giữ là cái biểu tượng là cái dù đó thì cái biểu tượng mà cái cửa sổ phụ là IVRA connect thì đây là một cái cửa sổ nó để tập hợp tất cả những cái tính năng phụ để mà các bạn có thể cài đặt thêm nếu như muốn thì mình thấy là nó rất là tiện lợi trước đây mình có xài cái phần mềm là avast free antivirus mình nghĩ là cái phần mềm avast là ai cũng biết thì bởi vì nó vừa có tiếng việt nè và nó tiện lợi nhanh gọn lẹ mà hiệu quả cũng rất là tốt tuy nhiên mình thấy là dạo gần đây cái phiên bản này nó cập nhật á mặc dù là nó có giao diện đẹp nhưng mà nó cài thêm rất là nhiều những cái công cụ mà mình thấy là cái không cần thiết dẫn đến tình trạng là nó gây nặng máy cũng như là chiếm rất nhiều dung lượng mà mình không xài tới và những cái tính năng đó là những tính năng dùng thử thôi chứ mà bạn không thể xài được nhiều, các bạn phải bỏ tiền ra mới mà mua thì nó nó rất là rất, rất bất tiện. Còn với cái Avira Connect này thì nó sẽ tách biệt ra. Bạn nào mà nó muốn xài công cụ gì thì các bạn chỉ nhấn vào cái mục là install để mà cài đặt và là xong, rất là tiện lợi. Thì ở đây là chúng ta có rất nhiều công cụ như là có là score Browser tức là một cái trình duyệt của Avira để mà lướt web an toàn hơn so với những cái gì thông thường như là Chrome chẳng hạn ở chúng có một là tìm kiếm an toàn hay là những cái công cụ khác rất nhiều thứ ở đây đó mình đã có thể cứ cài số thì cái nào mà chưa cài nó sẽ ghi là install ở đây còn những mà cài rồi thì nó ghi là open rất nhiều thứ và đây là lý do để mà mình giải quyết vấn đề là web protection tức là nó bị ẩn đi nó không có hiện lên thì nó sẽ tách ra phụ như thế này để mà các bạn cài vào là xong rất là tiện lợi về cái phần mà bảo vệ web trực tuyến đó, thì ở đây là mình minh họa lại xem mà, là cái mục là Ivera Sep Search tức là thay vì các bạn tìm kiếm trên cái công cụ là Google thì uh, bây giờ các bạn sẽ tìm kiếm thông tin trên cái trình duyệt cái, tìm kiếm của Ibera chẳng hạn là mình gọi chữ riêng đi đó thì nó sẽ show ra những cái kết quả mà Ibera đánh giá là an toàn như vậy thì nó sẽ loại trừ được những kết quả mà tào lao hay, hay những kết quả mà đen không lành mạnh rất là tuyệt vời ngoài ra thì các bạn xin thấy là một uh, những cái nước của icon kênh những dấu check xanh ở đây tức là nó chứng nhận là cái trang web an toàn hoặc như bạn nào mà không muốn xài cái mà trình tìm kiếm của Opera thì các bạn có thể tìm kiếm của Google các bạn vẫn có thể gõ từ riêng ở đây thì khi mà gõ ra thì các bạn nhìn thấy rõ ràng là nó sẽ xuất hiện rất nhiều những cái kênh xanh như thế này thì những cái trang web nào mà hình màu xanh đó, tức là nó an toàn còn các bạn nhấn vào nó sẽ an toàn còn những trang web nào mà nó không hình dấu xanh mà một cái dấu khác đó, thì các bạn nên lưu ý cái trang đó là nó sẽ có thể là gây nguy hiểm cho cái máy của bạn ngoài ra thì là khi mà các bạn chẳng hạn là mình gõ riêng lại ha đây mình chưa cập vào thì nó sẽ không cái biểu tượng ở đây các bạn nhấn vào đây nó sẽ liệt kê tất cả những cái thông tin chẳng là nó chặn được bao nhiêu những cái phần thành phần theo dõi của cái trang web này và nhiều những thứ khác thì để, để mà đảm bảo an toàn cho cái việc mà các bạn lướt web nó không bị lây nhiễm mã độc ok thì như vậy là mình đã chia sẻ nhanh cho các bạn về cái công cụ là Avira Antivirus Pro phiên bản 2017 với thời lượng dùng lên tới năm 2099 rất tuyệt vời bạn ha và tiếc là mình không có cái virus để mà virus Bonara để mà minh họa xem thử coi là cái phần mềm này nó có chặn lại không tuy nhiên là mình thấy là cái công cụ này nó, nó xài rất là tốt nó chặn được tất cả những cái loại virus mới nhất hiện nay thông qua những cái bản cập nhật mới rồi những bạn nào có ý kiến gì về cái công cụ này thì các bạn có thể comment bên like, dưới video bằng ha rồi xin chào các bạn